Bình chào cô chú anh chị. Hôm nay Bình cũng với lại nhà của cô Bà Đen đó, thì cái giấc này cũng giấc chiều rồi, thì trời cũng rất là nắng á, cho nên là Bình cũng có với cô Bà Đen nó cũng có mua vài bọc cà phê đem cho mấy chú thợ uống ha. Thì cô Bà Đen đang xách bịch cà phê nè. Cô Bà Đen chào bà con cô bác. Cô Bà Chào Đen bà con cô bác. Giờ này cũng 13, 15, 15 giờ rồi. Mua cho chú thợ người bọc bọc cà phê cho có sức chút. Có sức chút làm cho mau rồi hả cô? Dạ. Thì bữa nay mình mua cà phê ở đâu vậy cô? Ở quán bên bà chị bên đây nè, mẹ của Yến Linh. Cô người bán tên gì vậy cô? Không được. Gì được á? Gì được. Một bịch cà phê vậy là bao nhiêu tiền hả cô? 8.000 của chú. 8.000 hả? Dạ. Sao bự vậy cô? Tại ở đây Rẻ bán gì đó, vậy? ở đây Thấy bán rẻ bọc, nhầm người bán hộp, nhầm người bán vậy? bọc Rồi cà phê đây uống ngon không cô? ngon. Rồi cà phê này á, mình lắc nó có ra bọt không? Ra Vậy bọt vậy là cà phê này để xà bông à? không phải Cà phê để xà bông mới ra cà bọt. phê thường thường người ta thường uống, người ta biết uống nhiều, còn quả đen uống là ngọt là ngon của quả đen, còn mấy chú uống là lắc lên bọt bọt đó, người ta nói là cà phê ngon mới lắc lên bọt. Vậy là cà phê ngon mới lắc lên bọt, còn cà phê không ngon là lắc không ra bọt. Không, tại vì thường thường người ta uống ở ngoài quán thì người ta quậy thôi, đâu có lắc. Quậy. Quậy còn cái này để trong bọc, người ta lắc thì ra bọt, người ta nó ngon. Mấy chú thợ nói vậy thôi. Quậy là quậy như sao? Quậy dặn Lấy ống hút thử coi. như lắc uống vậy nè, lắc Lắc mấy sao? chú lắc vậy nè, cái Lắc mạnh lên, lắc mạnh lên đó. Lắc mạnh lên. Lắc mạnh lên. Mạnh lên. Mạnh lên. ra Rồi ra bọt cho bọt mấy không? chú. Ra bọt không? Ra bọt nữa. Ra bọt á. Ngon không? Mấy chú thợ nó ngon, bọt Ngon. ngon. Rồi cà phê không ra ra bọt là sao? Không biết nữa, quả đen cũng không biết nữa. Không Tại biết. quả đen uống ngọt là ngon của quả đen à. Rồi thì bữa nay chú thợ làm nhà của mình đó tới đâu rồi cô? Như là chưa dùng cơm đó, hỏi chú thầu đó, chú thầu nói ngày mơ trưa là rồi. Vậy luôn, nhanh vậy? Không biết nữa. Sao nhanh vậy? Chú thầu nói ngày mơ chắc trưa, ngày mơ tới thêm ngày, ngày mơ tới trưa đó. Rồi rồi bằng giao nhà luôn. Chú thầu nói gì đó. Dạ cả nhà ơi, thì bữa nay mình cũng lại giấc chiều, thì Bình cũng xin ghi hình cho cả nhà xem, cũng giống như là chú thợ hôm qua đó cũng có nói với Bình là giống như là tráng giềng, lót giềng, đi đường giềng gạch đó, rồi thêm một phần là cầm ba cây sắt, rồi xong thì Bình cũng sẽ làm xong đó, Bình cũng giống như là giao tiền cho luôn ha cả nhà. Thì bây giờ thì ủa này làm gì với cô bà đấy Bằng thiên đốt nhang, hả? bằng thiên đốt nhang mà chú thầu này chưa chưa tô, Như tô hả? chưa cái này làm cho nó cứng trước, Không, cái tô này người cho ta không có tô đâu, tô á, người ta lấy sình người ta đắp mà, không phải tô mới được, hết xi măng là lấy sình đắp chứ phần nóc kìa, còn không, còn còn nhiêu đây không có đủ đâu nha. Ơi cho chú thợ người bọc bọc đi cô. Cho chú thợ uống cái đi. Uống miếng đi cắt sao. Đúng rồi. Chà. Ủa hình như là chú là người uống cà phê cũng rất là nhiều chỗ đúng không? Thì chú thấy bịch cà phê mà mình lắc ra bọt như vậy á, là cà phê ngon hay là cà phê như thế nào hả chú? Phê ngon mới là có bọt. Cà phê ngon mới có bọt hả? Mình lại mình uống liền đâu có ngon. Lại uống Phải liền. cho nó đều uống mới ngon. Giống như mình trộn xi măng hồ vậy đúng không? Đúng Mình rồi. quậy đều cho nó lên, mới là lên lên hồ dầu đều ha. Chú cũng nói giống cô vậy á cô. Sao vậy? Lắc cà phê nào mà lại bọc lắc là bọc cũng ngon. Rồi cảm giác như thế nào hả chú? Ngon quá. Rồi thêm thêm phần sức lực nữa hả? Sức khỏe nữa. Rồi Sức đúng ha. thêm một miếng vô À, hết sức uống cà phê một xíu vô là khỏe lại liền hả? Sức ở đâu lại hết á. Thử coi cảm giác như thế nào. Cà phê bọc. Tôi không kêu cà phê đâu. Kêu gì? Áp hiện. Áp hiện. Áp Áp hiện. Sao cô bà đen? Ngọt là ngon. Ngọt là ngon. Biết đó, tôi đi bển mua đó. Bà đang uống đắng không được. Uống đắng không được, thì tùy theo người uống thôi ha. Người uống đắng, người uống ngọt. Bà đang mà cà phê nào để đắng. Đôi khi cà phê nhầm người uống á, con có thấy là không để không đường để luôn. đường luôn. Rồi nhầm người nó để muối nữa kìa. Cái chuyện đó bà đang không biết. Bà đang mà uống cà phê nào mà đắng cái nha. Dạ. Nuốt miếng thôi là biết liền rồi. À, biết liền ha. Đây tới đâu á, tôi không uống à.
Dạ. Ờ mà đi Phnom á, đi Phnom vừa nào đi núi chơi á. Đi Phnom. Đi núi chơi á mà. Không, cái đó là đi Phnom mà. Ở đi Phnom của bạn đó thì cho tiệm đó chăm cho tôi một chai xe 2 gì đó. Đem đi theo vừa đường được ký. Làm gì? Đi để chừng nào đói thì mua nước đá. Đói thì mình dùng cơm mà khác mới uống đó. Đói dùng cơm khác nước thì mình uống cà phê gì đó. Cậu đường chứ cà phê đem đi theo á, rồi trà một bịch một quyền xe hai này. Đi Phnom hay là đi núi? Đi núi. Đi núi ha, chứ không phải đi Phnom. Mà anh này, đi Phnom mà thứ. Đi núi là khác nha. Đi Phnom là khác. Như bà chị quen uống cà phê quán bên này, uống ở đâu cũng uống được. Con ngoại đen uống ở quán nào cũng được hết trơn mà còn phải để ngọt. Tới Mỹ xem tôi cũng không uống nữa đó. Dạ, yeah, đặc biệt nhất là quán cà phê cô được nói chung là pha rất là ngon. Vừa nói chung là mấy chú thợ ở đây á, cả nhà, chú thợ ở đây là ở cái sách thì cũng uống cà phê thì cũng rất là nhiều chỗ, nhưng mà đặc biệt nhất khi mà làm mệt đó, uống cà phê ở đây một miếng vô cũng giống là tăng cường thêm sức khỏe và tăng cường thêm sức lực để làm càng nhanh hơn nha cả nhà. Còn cô bà đen thì đi tới đâu thì uống cà phê đến đó thôi. Đặc biệt cô bà đen uống là giống như chè vậy đó cả nhà. Uống như chè mới uống ngon ha. Dạ. Cà phê là phải uống đắng. Cô có từng uống cà phê trộn chưa? Cà phê trộn mới ngon hơn nữa. Là cà phê cứ trộn á. Phân trộn á, là cà phê trộn á, người ta kêu là cà phê trộn á. Không biết à, chưa từng uống à? Vậy là bữa nào con đi mua cà phê trộn cho cô uống. Đang uống được đâu. Ngọt, nó ngon hơn này nữa. Đắng mới ngon, nó thơm mùi cà phê á con. Uống mãi đắng hơn, nó ngạt thở rồi đó. Rồi thì bữa nay thì nhà của cô thì cũng xong là khoảng là 85-90% rồi. 95% rồi. 95% luôn hả? Em ơi có bao nhiêu? 65 cuộc đời 65 đầu 95 cuộc đời 65 gì cả nhà thì dạ em chào anh Pích thì cho em xin hỏi xíu anh Pích ơi, chứ bữa nay anh thấy anh làm hôm qua đó anh có hứa với em là làm gì cái em cho em xin gắn Pích ha. Anh có hứa với em là ngày mà bữa nay á là cũng giống như là mình dán viền rồi mình đi len. Rồi xong cái mình bắt thêm hai cái sóng giữa. Rồi bữa nay mình làm cái bật cho cô bà đen nữa. Cái này là ta kêu là cái bật không phải tam cấp không anh? Tam cấp là 3 cái. Còn cái này là cái bật đi lên thôi. Người anh có thể là cho bà con cô bác biết được không? Lý do vì sao mà mình không có lót gạch hả anh? Cái phần bật này nè. Hết gạch rồi. Hết gạch phải không? Tức là cái này là phát sinh thêm đúng không? Cái này phát sinh làm cho cô dễ đi lên. Này là phát sinh là anh làm thêm cho đúng không? Giống như là cát đá này kia dư á cả nhà. Bị cái nền cao nè. Dạ, bị cái nền này nó hơi cao, sợ cô bước lên bước xuống không hơi khó. Nên là gạch thì anh Pích cũng đã tính toán và mua đã đủ số lượng lúc ban đầu hợp đồng rồi đúng không anh Pích? Đúng rồi. Dạ thì cái này là phát sinh thêm thì cho nên là cũng không có dán gạch. Với giờ lại dán gạch và không dán gạch là nó có tác dụng như thế nào hả anh? Mình không có lót thì nó đi không có trơn, mưa lại đó. Mình không lót gạch thì đi nó không có trơn đúng không anh? Còn mà mình lót gạch thì giống như trời mưa á, đi nó trơn phải không? Vậy là giống như là mình bước lên á thì mình để dép ở trên này phải không anh? Đúng rồi. Để dép ở trên này rồi xong mình bước lên nhà luôn cả nhà. Thì mưa lại cho dù nó tạt hay là nó văng sình lên thì cũng trên cái mặt thềm này thôi phải không anh? Nó trên kia được. Dạ. Trên nền được. Không có trên nền được ha. Rồi thì ở này làm phần tam cấp. Này mình phải làm cho đẹp nha anh, tại mình không có lót gạch á anh. Láng rồi. Láng ha. Thì phải đi vuông góc cho em đàng hoàng nha, cho đẹp nha anh. Rồi còn phía bên kia là bàn ông Thiên ha anh. Bàn ông Thiên mình cũng đã làm rồi ha. Tô nữa rồi. Tô nữa cũng đã rồi ha. Rồi bàn thờ Phật ở trong nhà làm chưa anh? Chút xíu mới làm. Chút xíu nó mới làm ha. Thì bữa nay nữa mình cũng gần xong rồi phải không? Bữa nay nữa mình xong 90% hả? 95 à? 95 luôn à?
sân này mình không được chán hả? Không. Không. Hết kinh phí rồi. Không có chán. Chừng nào cô bán bò đi. Kêu chị của cô Bà Đen á bán bò một con, lấy tiền nó chán cái phần ở trước nha. Chứ bây giờ thì hết kinh phí rồi cô ơi, thì tới chừng đó cô đi bán vé số hay là đi quay cùng với con đó. Thì về phần đó thì tính sao ha cô. Dạ. Thì còn hiện tại bây giờ thì mình có cái này là quá ok rồi ha. Dạ. Dạ, em chào anh Pích, chào bà con cô bác anh Pích. Chào bà con cô bác. À, thì tam phần bậc này thì anh cũng đã làm xong rồi phải không anh? Mới làm xong hồi nãy là. Mới làm xong hay là làm xong thì anh cũng có lấy chổi này kia quét này, anh thấy ừ, láng ha. Láng. Thì này trời mưa mình đi nó không có trơn trượt hay anh ha. Dạ. Hay còn bên đây thì chú thợ thì cũng đang dán len ha cả nhà. Thì nhờ cái thành phần hôm qua đó em có giao cho anh làm đó, anh cũng đã làm xong chưa anh? Xong rồi ha. Thì bữa nay thì anh cũng đã xây thêm cái bàn ông Thiên rồi ha. Bàn ông Thiên này một xíu nữa mình mới tô phải không? Xíu tô rồi cho rồi. Tô cho rồi luôn ha. Dạ. Rồi thì mời cả nhà lên trên đi coi cái phần mà anh hôm qua anh có nói với em đó, anh làm đó. Nè. Làm rồi hả? Đây cả nhà. Anh cũng đã làm rồi. Ủa tại sao em hơi thắc mắc cái chỗ mà mình dán gạch này là gạch 40 đúng không? 40 cắt ra làm 2. Cắt ra làm 2. Tròn gạch. Tròn gạch ha. Tại sao em thấy cái mấy cái chỗ này nè, mình cắt một cục vậy mình làm 4 phải không anh? Cái này làm 4 bị cái này dán lên cho cái dễ chùi lau chùi nhà thôi. Vậy là dán này là mình dán thêm là cái phần gạch còn dư lại mình cắt thêm không? Hồi hôm qua là mình không có nói là dán xung quanh cái này nhà dư ha. Làm cho cô dạ, dư là mình tận dụng cho cô ha. Dạ, lấy chùi nữa rồi. Dạ, còn cái hôm qua là mình chỉ là nói là dán hai bên vách thôi. Hai bên vách. Dưới mình xây thêm gạch. Đúng không anh? Đúng rồi. Cái này là mình xây xong rồi phần bên đây thì mình lại nhét hồ kính hết rồi đúng không anh? Đúng rồi. Kính hết rồi ha. Rồi, anh cảm thấy là rất là ok rồi đó anh. Này là cũng làm xong hết rồi ha. Còn là phía thanh sắt này nè thì mình cắm xuống dưới luôn phải không anh? Cắm xuống dưới. Dạ. Vậy là mình bắn ốc chích. Mình xiết vô luôn. Không xiết vô luôn ha. Sắt anh thấy nó móp vô luôn nè. Vậy là một bên mình thêm một bên một cây nữa ha. Bên cây. Bên cây nhà sau thêm một cây nữa. Bên kia cũng xong rồi ha cả nhà. Đó, bên đó cũng xong rồi ha. Vậy là đây là phần này là chưa có dán ha anh. Đây là giống như là gạch còn dư mình làm thêm cho cô Bà Đen thôi ha anh ha. Làm dư làm cho cô luôn để dễ lấy lau chùi này kia ha. Lau rồi, dạ. Nhà cái gì luôn. Cái nhà bên đây cũng làm rồi, rất là cứng cáp rồi ha cái nhà. Đây anh cũng này sau này mình có vét vô vét bê màu trắng không anh? Muốn vét lên màu trắng trắng cho đỡ vô. Vét lên màu trắng trắng cho nó đẹp ha anh ha. Dạ. Em cũng thấy rất là ok đó. Ở ngoài bàn ông bà ông bổ giống như bàn thờ đó, mình chưa có làm ha. Chút xíu làm vậy nè, đã mất làm hôm trước. Chút xíu nữa anh làm không? Tại nãy là mất làm ở trước ha. Đường dây điện thì mình cũng đã đi chưa có hoàn thành ha anh ha. Còn những chỗ phần em thấy hôm qua vẫn còn thiếu sót á anh nha. Bên sau đây cũng bắt rồi nè ha cả nhà. Đây. Mới bắt hồi nãy ha cả nhà. Đây cũng xong rồi ha. Rồi phần viền này anh cũng đã dán xong rồi ha cái nhà. Anh thấy cũng rất là ok. Trong phòng đây cũng dán xong luôn rồi ha cái nhà. Dán xong rồi. Còn dây điện này nè, em hôm qua là em thấy cái phần này còn thiếu sót nè. Đi không kịp ha anh. Đi không kịp thì còn cái ống không? Còn nhiều. Còn nhiều ha. Mình đi ống lên này dùm em cái ha. Cho nó đẹp ha. Chút xíu anh. Dạ. Tại cái phần này em thấy để như vậy thấy nó cũng hơi kỳ á anh ha. Dạ. Này phần cửa sổ rồi xong rồi ha. Xong. Dạ. Còn bên đây thì mình còn đóng vách thêm ha anh ha. Dạ. Dạ. Rồi còn bếp nè anh. Bếp này mình mới lót gạch đúng không? Mới cái lót gạch phần này, còn ở dưới mình chưa có tô ha anh ha. Dạ. Rồi em cũng tính nhu cầu anh làm một cái cửa sổ này được không anh? Được. Được ha. Có gì xíu nữa anh làm giùm em cái phần này ha. Để cho cô nấu nướng ngoài kia cho nó thoáng, giống như gió đi ra đi vô vậy. Ha. Em cũng tại vì mình tôn không đôi khi cũng rất là hầm.
rồi một phần nữa mình nấu nướng cái hơi lửa nó nóng á, cái lỗ thấp hơi à, làm cái lỗ thấp hơi á anh ha. Còn phía bên đây thì mình để cửa nào? Cửa mình đang làm cửa à, mình làm cái cửa luôn ha. Cửa tôn hay gì? Cái tôn à, cửa tôn luôn ha. Mình làm mình chế ra ha. Dạ rồi, còn cát đá xi măng có dư không? Nếu nó dư thì chán cho cô, cho cô. Nếu nó dư thì chán dư lâm le thì chán dư à, lâm le thì chán dư à, gặp dư. Dạ dư thì mình lâm le ở đây còn dư thì thôi đúng không anh? Nhưng mà này chắc có lẽ là mình phải mua một bao hay gì nữa là anh ơi. Mình chán cho cô một mét đi. Đúng không? Đừng mình giống mình đi từ đây đi á, đi vô toilet đó đừng cho nó dơ ha. Dơ đi về chán luôn. À, chán giùm em một mét đi ha. Có gì mình mua một bao ha, hai bao mình đi chở ha anh ha. Dạ. Rồi còn về phần toilet thì tới đâu rồi anh? Nó gạch rồi hết rồi. Toilet cũng có gạch rồi hả? Một băng xe ông lục này đang chưa con nè. À, ông lục đang chùi con. Ở này là gạch nó khác nhau vậy anh? Này gạch là nước. À, gạch nước ha. Ừ. À, anh cũng làm có bật ra ngoài cả nhà. À, đang làm quét để dùng con ha cả nhà. À, bồn cầu cũng đã gắn rồi này ha cả nhà. Bồn cầu này cầu nhắn ha. À, cầu nhắn ha. Rất là ngồi qua bên đây. Rồi xe này kia. Ngồi bên đó thấy cũng gọn ha anh ha. Thấy rộng á, anh thấy cũng ok lắm á. Ừ. Dán gạch này anh thấy cũng mấy tấc, mình dán lên mấy tấc nha? 1m35 à, 1m35 ha cả nhà. Anh thấy cũng rất là ok rồi, dán xung quanh này ha cả nhà, cũng rất là sạch sẽ à. Thấy cửa à. Rồi cái này phần này mưa có nó có tạt vô không ta? Hả? Ừ. Anh sợ mưa tạt vô nào. Mình làm cửa cái đó tạt đi. Mình làm cửa hả? Ừ. Mình làm cửa thì mình đóng kính rồi ha. Ừ, đúng không anh? Kính. Nhưng mà khi nào mà trời mưa thì kêu cô đóng ha. Ừ. Này mưa là phải đóng rồi. Dạ. Yeah. Vậy là trách nhiệm của anh hôm qua thì em giao cho những đó là tấm lòng của anh Hoàng sống bên thành phố Hồ Chí Minh đó. Thì cũng có nhu cầu anh, hôm qua anh cũng có nói chuyện trực tiếp với anh Hoàng đó rồi đúng không anh? Đúng rồi. Rồi anh Hoàng đó nói kêu làm như thế nào? Lúc xây lên hai cột rồi dán gạch à, xây lên hai cột rồi mình tô rồi mình dán gạch. Ừ. Rồi xong cái đi thêm cây sắt. À, cây sắt đứng nữa. Thì bữa nay thì anh cũng đã làm rồi ha cả nhà. Dạ. Thì mình cũng khảo sát rồi thì mình cũng thấy rất là ok rồi ha cả nhà. Thì với giá hôm qua là anh lãnh là bao nhiêu? 2 triệu ha anh. Thì bây giờ em cũng xin phép là trao cho anh là 2 triệu. Thì hôm qua là anh nói là cái phần đó là với giá là 2 triệu, giống như mình mua cát đá xi măng à, rồi xong cái mình mua sắt nữa, rồi tiền công thợ nữa đó. Thì bữa nay chú thợ tới 4 người làm lần cả nhà đó. Thì thôi em cũng xin gửi cho anh là 2 triệu tiền anh làm phát sinh thêm đó. Dạ. Yeah. Thì với số tiền đó anh đếm đủ chưa anh? Đủ số tiền 2 triệu đúng không? À, rồi thì em thấy em đặt khảo sát em cũng thấy rất là ok rồi ha. Thì còn việc thiếu về phần bàn thờ ông bà ha, rồi còn là bàn ông thiên nữa ha. Thì cái đó thì cũng xây xong rồi. Ở sau mình có làm một cái bàn thờ ông Táo không? Không. Không hả? Cái này đó mình mua hả? Mình lấy cái lo rồi để cho bếp rồi. À. Cái lo sữa bò. Chắc là cái đó em mua sau cũng được. Cái đó cũng mấy chục ngàn à? Đó là mình mua rồi, cái nóc nhỏ xíu. Dạ. Gắn vô sắt đó. Có gì mai hay gì đó mua cho anh bắt trùng luôn. Cần dịp có máy móc này kia nè. Nó dễ hơn. Mua đi. Dạ. Hoặc là ngày mai anh có lợi không? Mua lại cái gì anh mua giùm em đi. Ừ. Ha. Mua giùm một cái đó đi ha. Rồi còn về cái phần sao đi toilet đó, có gì anh giùm mua cho cái như cát mình vẫn còn thiếu đó. Mình mua thêm 1-2 bao rồi mình trộn rồi mình đâm le cho cô 1 mét đi cho nó sạch sẽ, giống như phần tam cấp này nè. Phần mặt này. Dạ. Dạ. Rồi thì em cũng rất là chân thành cảm ơn anh đã làm những cái thành phần này, em thấy rất là đẹp ha anh ha. Ừ. Rồi
Em cũng chúc anh nhiều sức khỏe, cũng còn 1-2 ngày nữa cũng đã bàn giao nhà cho cô Quả Đen rồi ha cả nhà. Mời giao cho cô. Dạ, rồi. Em rất là chân thành cảm ơn anh ha. Chúc anh nhiều sức khỏe ha. Thôi, em cũng cảm ơn ha. Bye bye anh. Dạ. À, cô chú anh chị ơi, thì Bình cũng đã làm tròn trách nhiệm của Bình về phần anh Hoàng sống bên thành phố Hồ Chí Minh đó, đã giao cho Bình cũng giống như là dựng mấy cây sóng đứng rồi thêm dán gạch đó, rồi xây gạch thêm đó cả nhà, thì Bình cũng đã làm rồi đó ha. Bình cũng rất là chân thành cảm ơn đến anh Hoàng sống bên thành phố Hồ Chí Minh. Chúc anh và cả gia đình luôn luôn có được nhiều sức khỏe, luôn luôn vui vẻ ha. Thôi, video cũng khá dài, mình xin chào tạm biệt các bạn cả nhà ha.